Lãnh địa tại Mạc Thế chương 868, Tam Hoàng. Hai hình ảnh nguy nga ở trên ngai vàng ở bên trái và bên phải đều rất mơ hồ, làm cho người ta khó mà phân được đó là những cái bóng hay là thực thể. Hải tặc ở trong đại sảnh đều là cao thủ, đều là những hải tặc hàng đầu, nhưng cũng có ít người gặp qua Tam Hoàng. Không ít hải tặc không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Bóng người ở bên trái bị màu đỏ khí lưu bao quanh, tự hồ nhìn thấy hải dương màu đỏ vô tận, giống như những cơn sóng vỗ tới hình bóng bi nghiêm ở bên phải tối đen vô tận ngay cả ánh mắt giống như bị hút hồn tâm tư muốn bị thu phục như thế nhìn thoáng qua hầu hết hải tặc đều không thể chịu nổi chỉ có thể cúi đầu không thể nào nhìn thẳng vào nó tam hoàng vẫn luôn là kẻ bất khả chiến bại ở trên biển trước khi bọn họ trở thành hải tặc bọn họ cũng đã nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết về tam hoàng tuy nhiên tam hoàng mạnh đến mức nào cao thủ cấp bậc gì rồi không một ai biết. Chỉ sợ 12 tướng quân mới có thể suy đoán được một hai. Lạc Lâm, không và những người khác đã từng gặp qua những tồn tại hàng đầu. Cường giả bộ tộc Tâm Ma và quốc vương lục địa Enono không có chính thức giao thủ, nhưng cho bọn họ cảm giác cao thủ bộ tộc Tâm Ma kia so với tên Bạch Thương càng thêm đáng sợ. Bọn họ cũng đã hai lần nhìn thấy ngụy Thánh, vẫn là đám ma thú cấp bậc thế giới. Họ nhìn thấy qua thi thể của thánh nhân và cũng đã cảm nhận được khí thế của thánh nhân từ xa. Đối với hoàng đế Xích Hải và nữ hoàng Ảm Tinh, trong lòng bọn họ có suy đoán. Ngoài mặt, tất cả hải tặc đều bị khí thế của hai hoàng này đe dọa và hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, Lạc Lâm và những người khác đang giao tiếp thông qua khế ước. Đường Vũ cũng nhận được tin tình báo. Sớm biết như thế thì mình đi tới đó gấp vui rồi. Tuy nhiên, thực lực yếu ớt ở trên con tàu cá mập biển sâu cũng chỉ là một siêu phàm cao cấp, tài nguyên có chất chồng lên nhau cũng có thể đạt tới cấp 2, nhưng cũng không hề có ý nghĩa gì cả. Phân thân của hắn đạt được cấp 2 cũng không hề ít, đều có tiềm lực trưởng thành, chẳng hạn phân thân hệ không gian, phân thân hệ sấm sét, phân thân hệ băng, vân vân, tất cả đều đang nghiên cứu pháp tắc ở trong thành phố Giác Ngộ. Hiện tại, thành phố Giác Ngộ có tới 156 mảnh vỡ pháp tắc, phần lớn tự nhiên đều là kim Thủy, hỏa, thổ, chúng đều là các mảnh vỡ pháp tắc bình thường. Một số ít mảnh vỡ cùng thuộc một cái pháp tắc, chúng còn có thể ghép lại với nhau, mức độ để cảm nhận pháp tắc lập tức tăng lên. Đáng tiếc, những mảnh vỡ cùng thuộc một pháp tắc rất ít, không phải tất cả các mảnh vỡ pháp tắc hệ hỏa đều có thể ghép lại với nhau. Bản nguyên hệ hỏa bao gồm vô số loại pháp tắc hệ hỏa, chẳng hạn như pháp tắc thiêu đốt, pháp tắc bùng nổ, pháp tắc nóng chảy, pháp tắc lưu ly, vân vân độ khó ghép chúng lại với nhau rất khó. Khiến cho hắn nhớ lại nỗi sợ năm đó tích lũy thể thức tỉnh mảnh vỡ những không bao giờ có thể tiết kiệm đủ. Thành phố Giác Ngộ là địa điểm yêu thích nhất của các thành viên cấp cao lui tới. Bọn họ thường ở lại 10 ngày hay nửa tháng. Thời gian bế quan thì quá dài, không đối với việc cảm ngộ pháp tắc đang bị mắc kẹt ở một chỗ nào đó, nên anh mới từ im lặng chuyển sang hành động. Anh ấy đi theo con tàu sơ thủy ra khơi. Chà, nhóm người lạc lâm, tiểu lật, tạ y, không thích ngồi yên một chỗ. Ở giữa ngai vàng trống không và những tên hải tặc cuối cùng đã nhìn thấy rõ bóng người đứng ở bên cạnh. Đứng thẳng, lưng đeo một cái mai rùa khổng lồ, mặc một chiếc áo tràn tản ra lực lượng dao động mạnh mẽ, làn da lộ ra ngoài có màu xanh lam. Thừa tướng rùa là người cố vấn dưới trướng Long Hoàng và cũng là một trong những người mạnh nhất dưới quyền chỉ huy của ông. Gần một ngàn năm qua, Long Hoàng rất ít khi xuất hiện cho dù Long Hoàng triệu tập hội nghị cũng chỉ có thừa tướng rùa đại biểu cho Long Hoàng, tương đương với Tam Hoàng xuất hiện. Những tên đại hải tặc đều kinh ngạc. Sau một lúc im lặng thì thanh âm nói chuyện ở trong hội trường vang lên. Tam Hoàng hội tụ, chẳng lẽ bởi vì chuyện gần đây, 12 vị tướng quân đã chết hết ba vị. Đế quốc ở trên biển có hành động gì hay không? Không, 12 vị tướng quân đối với Tam Hoàng chả là gì cả, thủ hạ dòng chính của Tam Hoàng cũng không thiếu, cao thủ cấp tướng quân chỉ tương đối kim tốn mà thôi. Ba vị tướng quân ngã xuống cũng không hề có mối liên hệ mật thiết nào với Tam hoàng. Vậy, tin tức không phải nói, hội nghị lần này có liên quan đến U Hải, có thể là vậy không? U Hải biến hóa thì sao, lần trước đoàn hải tặc của chúng ta đã tham gia qua, cũng không đến mức kinh động tới ba vị Tam hoàng chứ. Không, nghe nói biến hóa ở U Hải không hề bình thường chút nào. Lần này biến hóa có thể mạnh hơn lần trước mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần so với trước kia. Hơn nữa, tôi đã từng nghe nói qua, vùng biển U Hải kỳ quái đó có liên quan tới việc Đại đế Hải Chi năm đó chết đi. Những tên hải tặc nói chuyện cũng không lớn, nhưng trong đại sảnh này làm gì có tên nào yếu, bọn họ đều nghe rõ ràng. Hai hoàng và thừa tướng rùa trên ngai vàng cũng không hề mở miệng. Một lúc sau, thừa tướng rùa liền tiến lên một bước, ánh sáng nhàn nhạt tràn ra. Tất cả hải tặc đều ngậm miệng lại, không phải khiếp sợ bởi khí thế. Bởi vì, khí tức của thừa tướng rùa đều thu hết vào bên trong và lộ ra vẻ hòa nhã. Tuy nhiên, lùng ánh sang xanh này khiến cho tất cả hải tặc có mặt ở đây đều không nói được. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là một bảo vật đặc thù. Hội nghị lần này chính là nói những biến hóa ở U Hải. Hiện giờ những biến hóa ở U Hải mới bắt đầu xuất hiện khoảng chừng 3 tháng sau sẽ chính thức tiến vào thời kỳ biến hóa ở U Hải. À, khả năng sẽ có một số người không hiểu. Vùng biển U Hải biến hóa sẽ giúp cho số lượng sản xuất U Hải kết tinh rất nhiều, mà lần này sẽ gấp 10 lần, thậm chí có thể lên tới 100 lần so với trước kia. Thừa tướng rùa nói một chút và những tên cướp biển có mặt ở đây đều nghe rõ. Người không hiểu cũng không thèm quan tâm. Vùng biển U Hải là một vị trí không ngừng thay đổi, nhưng chúng ta cũng đã đoán được tọa độ của U Hải 3 tháng sau. Tất cả hải tặc ở trong đại sảnh này đều có thể tham gia cướp lấy U Hải kết tinh. Đương nhiên, quy tắc cũ, thu hoạch ở U Hải nộp lên 90%, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ cơ hội này. Một số hải tặc đều đã sớm đoán trước, có người thì thay đổi sắc mặt, muốn mở miệng, nhưng cũng không biết nó cái gì. Ngoài ra, một số tên hai mắt không ngừng chuyển động. Thừa tướng rùa bổ sung thêm, lần này, thế lực cướp đoạt u hải kết tinh cũng không chỉ có hải tặc chúng ta còn có mấy cái đế quốc lớn đương nhiên chúng ta đã đàm phán thỏa đáng với các đế quốc lấy việc u hải kết tinh làm chủ tận lực tránh xung đột xảy ra hắn vừa cười vừa nói nhưng tất cả mọi người đều biết hải tặc và đế quốc chạm chán nhau không thể nào chung sống bình yên huống chi là thời điểm cướp đoạt bảo vật à lần này quy mô biến hóa rất lớn thời gian kéo dài cũng rất lâu ngàn năm khó gặp chỉ sợ cũng sẽ hấp dẫn đám thần linh ở phía bắc chú ý tới vùng biển vô tận ở phía bắc cũng có những đế quốc cường thịnh nhưng đều là quốc gia của các vị thần hàng trăm triệu hải lý ở trên biển được bao phủ bởi ánh sáng của thần linh hải tặc đều rất ít khi đi tới khu vực kia chất béo thì không có những nhân viên ở đó đều là những tên điên nếu đại hải tặc tiến vào phạm vi bao phủ của thần quốc bọn họ rất dễ dàng bị đám thần linh kia phát hiện bọn họ cũng chỉ có thể cướp bóc một ít công quốc và vương quốc mới có thể phát lương cho đám thủ hạ của mình. Thừa tướng rùa nói xong, quay người lại và khẽ không người đối với hai vị hoàng đế. Ba bóng người chợt biến mất không hề thấy nữa. Trong đại điện hoàn toàn náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả khi bị bóc lột tới 90%, nhưng đó chính là cơ hội đối với những tên đại hải tặc. Trên thị trường, một viên u hải kết tinh có thể bán ra giá trị rất cao lần này u hải biến hóa thu hoạch đều có thể tính theo đơn vị trăm nghìn cho dù biết rõ nguy hiểm nhưng không có bất kỳ tên hải tặc nào buông tha bạch thương nhìn qua bàn tay nằm ngang trên cổ và vạch qua một đường biểu cảm của không thì thờ ơ tạ y một bên dùng miệng phiên dịch hiện tại đánh không nổi liền khoa tay múa chân rồi hội nghị hải tặc lần này kéo dài hơn nửa tháng các nhóm đại hải tặc lần lượt rời đi hội nghị liền xem như kết thúc trong giai đoạn này, có không ít đoàn hải tặc liên thủ để chuẩn bị cho cuộc thám hiểm biển sâu ở vùng biển U Hải 3 tháng sau đó. Ngoài ra, một số đoàn hải tặc hàng đầu nhanh chóng tuyển người, hội nghị lần này chính là thời gian để đào nhân tài. Hắc Khô Lâu cũng không quen biết ai, những người đó cảm thấy bản thân rất tốt và tính toán chiêu mộ đoàn hải tặc Hắc Khô Lâu. Ba vị Tam Hoàng cũng không có ý định che giấu tọa độ của vùng biển U Hải sẽ xuất hiện sau 3 tháng. 90% u hải kết tinh được xem là phí vào cửa. Đoán chừng bọn họ cũng có biện pháp để thu lấy. Xa xôi trong thâm lam, đường vũ thông qua trí nhớ của phân thân và tái hiện lại một tấm bản đồ tọa độ. Nó cũng không phải tọa độ ngang dọc đơn giản như thế. Ở trong vùng biển vô tận còn có rất nhiều địa điểm chưa được khám phá, căn bản không có phân chia tọa độ khu vực, tọa. Độ do thừa tướng rùa cung cấp là số ngày mà con tàu cấp bá chủ đi về phía nam của đế quốc nào đó, số ngày đi về phía tây của một vương quốc nhất định. Nó không đặc biệt chính xác, nhưng giao điểm của cả hai có thể ước tính phạm vi gần đúng. Như vậy là đủ rồi. U Hải là một vùng biển không có tốc độ nhanh bằng vùng biển xoáy. Đường vũ so sánh với tấm hải đồ hiện có, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà nó nằm ở bên ngoài vùng biển vô tận. Cái gọi là bên ngoài vùng biển là một khu vực tương đối gần với đất liền. Tài nguyên không thể nào so sánh với vùng biển vô tận biên giới đại lục cũng giống như thế khu vực hàng đầu ở trên đất liền phần lớn đều tập trung ở khu vực trung tâm huyền vân hoặc khu vực phía bắc gần hang động cổ đại tuy nhiên điều khiển đường vũ kinh ngạc đó chính là địa điểm u hải xuất hiện cách công quốc lam thủy cũng không xa chỉ có mấy ngày bay mà thôi vừa nghĩ đến công quốc lam thủy anh có rất nhiều kỷ niệm nhiều thành phố lam thủy có phong cảnh dễ chịu và các phong cách kiến trúc khác nhau khiến cho anh chụp không ít ảnh, có một phân lãnh địa đã được xây dựng ở một hòn đảo hoang vu nào đó ở công quốc Lam Thủy. Đường Vũ bảo người bên bộ phận tình báo dịch chuyển tới tọa độ U Hải, không ngoài dự đoán của anh là vùng biển đó không hề có gì khác. Khó trách đại công tước Lam Thủy đối với lai lịch của U Hải kết tinh cũng không hề biết gì. Vị trí của U Hải không ngừng biến hóa. Ngày hôm đó, trong đại điện hải tặc nhìn trộm không ít, dẫn đầu là siêu phàm cấp 3, siêu phàm cấp 2 chỉ là những con gà mới lớn mà thôi. Lãnh chúa, Bạch Thành đã được trang trí xong. Y Liên từ phía sau đi tới. Cô kích hoạt một quả cầu thủy tinh và một tòa tháp 9 tầng được hình thành do pha lê truyền tới. Tuy có 9 tầng, nhưng tòa nhà hình tháp này cao hơn 200 mét, mỗi tầng đều cao 20 đến 30 mét, diện tích vô cùng rộng và đẹp mắt. Ngay cả khi nó nằm ở trong khu vực trung tâm Bạch Thành, nó vẫn có cảm giác nổi bật ở giữa đám đông. Sơn hải đại thế giới nước rất sâu và có nhiều cách để kiếm tiền. Bởi vì, bọn họ thực lực vẫn còn chưa có đủ nên chưa có bố cục tốt được. Hai năm qua thì đã khác. Bạch Thành chính là thí điểm đầu tiên. Trong tương lai, việc xây dựng nhiều thành phố ở trong sơn hải đại thế giới là điều tất nhiên, để giành lấy mảng dịch chuyển vô cùng béo bở này. U Hải phải mất 3 tháng mới xuất hiện ở vùng biển gần công quốc Lam Thủy. Hiện tại không biết nó ở chỗ nào, tìm cũng vô ích. Trước khi xảy ra biến hóa thì U Hải sẽ không có sản xuất ra U Hải kết tinh, rủi ro và thu hoạch không tỷ lệ thuận với nhau. Lạc Lâm và những người khác đã nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi lái con tàu cá mập biển sâu về vùng biển gần Lam Thủy. Đường Vũ đi tới Bạch Thành. Bạch Thành cũng là một tòa thành trì siêu lớn, nơi tụ tập nhiều chủng tộc, diện tích của nó ít nhất tương đương với thành phố cấp quận. Ngoại trừ Vân Trung Thành là nơi sinh sống của bộ tộc Bạch Vũ ra. Toàn bộ là những tòa kiến trúc màu trắng nối liền một mảnh, phía dưới Bạch Thành ngoại trừ những kiến trúc của bộ tộc Bạch Vũ ra còn có không ít kiến trúc đặc sắc của các chủng tộc khác. Đặc biệt là ở khu vực trung tâm Bạch Thành này. Mỗi một cửa hàng đều là một thế lực hùng hậu, bao gồm những không gian mở ở xung quanh, vườn hoa và cách bố trí cảnh quan, giống như các công viên triển lãm của các quốc gia khác nhau ở trong hội chợ triển lãm. Đại Sương cũng có một cửa hàng cố định ở Bạch Thành, nhưng nó không hề nằm ở khu vực trung tâm đường vũ cũng không hỏi chi tiết bên cạnh tòa tháp chín tầng còn có một số tòa nhà nhỏ khác hiện giờ tất cả đều được trang trí xong xuôi bắt chước phong cách kiến trúc cổ xưa của hoa quốc chỉ là nó đã được phóng lớn gấp mấy lần nó không chỉ đẹp mà còn có phong cách độc đáo có thể lập tức thu hút sự chú ý của các cao thủ lui tới các chủng tộc khác nhiều lắm là ở khu vực khác bọn họ cũng chưa bao giờ thấy phong cách của hành tinh khác tòa nhà này có lối kiến trúc vô cùng khác lạ Ngoài ra còn có một cái tên vang dội tụ bảo cát. Hôm nay là ngày kinh doanh đầu tiên của tụ bảo cát ở Bạch Thành. Ở trước cửa là hai con rối có sức mạnh siêu phàm làm bảo vệ, chủ yếu để trưng bày nơi đó. Bên trong tụ bảo cát còn có một bộ cơ chế phòng thủ hoàn chỉnh và còn có mấy con rối siêu phàm cấp 2 bình thường. Tất cả đều được tạo ra bởi đường vũ, anh đã làm mới thị trường trong vòng 2 năm qua. Giống như con rối ác mộng, số lượng bản vẽ có hạn, thường là 5 trên 5 hay 7 trên 7, dù là như thế hắn vẫn tích lũy được rất nhiều con rối cao cấp, cũng không đủ để tham gia trong các trận chiến cao cấp, nhưng nó lại là công cụ tốt nhất để bảo vệ công việc kinh doanh của gia đình ở khắp nơi. Để đảm bảo an toàn, Đường Vũ và Nancy đều đi tới tụ bảo cắt ở Bạch Thành. Dù sau đó cũng chỉ là một lần dịch chuyển mà thôi. Y Liên là người phụ trách và đã đến đây vài ngày trước đó. Mảnh đất xây dựng tụ bảo cát một tháng trước đã được bán đi, không ít tên siêu phàm đã trà trộn vào bạch thành, đều chú ý tới tòa kiến trúc kỳ lạ này. Tụ bảo cát thu thập bảo vật từ các nơi ở trên thế giới, khẩu khí lớn nha. Siêu phàm nhìn qua tòa tháp nguy nga này, giọng điệu thật chua chát. bất kể tụ bảo các nói có đúng hay không thì việc sở hữu một cửa hàng lớn như thế ở khu vực trung tâm bạch thành đều không thể nào so sánh được. vì thế giọng điệu càng chua chát hơn. tuy nhiên Tò mò chính là bản chất của con người Mà đám dị tộc cũng giống như thế Dù sao thì nhìn bao nhiêu lần cũng không hề tốn tiền Liên tục có siêu phàm cấp một đi vào tụ bảo cắt Cấp bậc thức tỉnh thì không có Trừ khi đó là tùy tùng của một tên siêu phàm Những tên cấp bậc thức tỉnh tự do Làm sao dám tiến vào loại nơi trông giống như bầu không khí level mát này Bên trong nhà người ta có khi là nguyên một cái mỏ luôn đấy chứ Tuy nhiên, khá nhiều thân ảnh vẫn lượn lờ xung quanh tụ bảo cát, chỉ chờ những cao thủ cấp bậc siêu phàm bước vào và đi ra để biết được ở trong tụ bão cắt rốt cuộc bán cái gì mười phút trôi qua một tiếng đồng hồ trôi qua mấy tiếng đồng hồ trôi qua đám đông tò mò chấm hỏi ngươi bị tiêu chảy hay sao mất bao nhiêu tiếng để tham quan một cái cửa hàng nếu không phải danh tiếng ở bạch thành vô cùng tốt an toàn trong thành có người bảo đảm bọn họ bắt đầu hoài nghi Cao thủ siêu phàm đi vào có phải bị người ở bên trong xử lý rồi hay không? Ở phía bên kia, mấy tên cao thủ siêu phàm cùng nhau bước vào tụ bảo cát. Bọn hắn đều là tán tu, không thuộc về bất kỳ tổ chức hay thế lực lớn nào. Bọn họ không có con đường thu hoạch được trang bị cao cấp ổn định. Bọn hắn muốn có được vũ khí và bảo vật tiện lợi. Vì thế, bọn họ chỉ có thể mua chúng ở các thành phố trung lập như Bạch Thành. Những tên siêu phàm này chỉ có thể thèm thuồng nhìn, nhưng thực tế thì kinh tế quá eo hẹp bọn họ không thể nào mua nổi mấy người vừa bước vào cửa tụ bảo cát chỉ mới đi về phía trước vài bước thì vẻ mặt ngẩn ra trước mặt bọn họ tầng thứ nhất giống như một phòng triển lãm cỡ lớn trưng bày các loại vũ khí áo giáp bảo vật đặc thù và tài nguyên quý hiếm tụ bảo cát có lẽ bố trí trận pháp che chắn tương ứng bọn họ ở bên ngoài không thể nào cảm nhận được sự dao động của bất kỳ bảo vật nào nhưng khi vừa mới bước vào bọn họ bị các nơi truyền đến ba động mạnh mẽ tới trước mặt, ở trên tủ rõ ràng còn có những chữ rung, đem sự dao động của các bảo vật suy yếu đi rất nhiều. Ánh mắt mấy người dừng ở quầy trưng bày trong suốt ở trung tâm. Nơi đó, một thanh chiến đao đang lẳng lặng lơ lửng. Trên thân cây đao còn có những đường vân màu đỏ thẫm giống như ngọn lửa. Bọn họ chăm chú nhìn qua thì thấy ngọn lửa đang cháy dữ dội. Một lát sau, hai mắt của bọn họ có cảm giác như bị đốt cháy vậy thần binh cấp 3. Đám người siêu phàm cấp 1 tuy nghèo, nhưng bọn họ đã sống mấy trăm năm và tầm mắt nhìn hàng khẳng định là có. Bọn họ chấn động tới nỗi phát hét lên thành tiếng. Thần binh quan trọng như thế nào? Nếu bọn hắn muốn một kiện thần binh cấp 1, sẽ không thành vấn đề gì khi phải chiến đấu chống lại hai người. Đáng tiếc lại không có, bản thân không biết luyện chế. Trên thị trường cũng không có bán ra, thỉnh thoảng ở trên hội đấu giá có thể nhìn thấy nhưng những người nghèo không thể nào mua nổi. Tuy nhiên, thần binh cấp 3 so với thần binh cấp 1 cao hơn tới hai bậc. Ở những thế lực hàng đầu như Bạch Thành, đều là những bảo vật truyền thừa và cũng là di sản quan trọng ở trong bộ tộc. Vậy mà nó bị tụ bảo cắt lấy ra bán. Không. Cái thanh thần binh cấp 3 này hẳn là bảo vật trấn cát, chỉ cho xem chứ không phải để mua. Mặc dù như thế, tụ bảo cát có thể xuất ra thần binh cấp 3, thực lực ở sau lưng sâu không thể nào lường được. Mấy tên siêu phàm nhất thời có chút đề phòng. Cũng may không lâu sau liền có người phục vụ tiến lên hỏi thăm. Đối mặt với tên phục vụ chỉ mới thức tỉnh cấp cao. Đám siêu phàm nghèo khổ cuối cùng cũng tìm được một chút tự tin đối với thân phận cao thủ của mình. Ta muốn mua một thanh thần binh cấp 1, tốt nhất là rìu, không biết tụ bảo cắt của các ngươi có hay không. Hắn nhìn về phía tủ trưng bày ở góc bên cạnh, nơi đó có một thanh đao lưỡi rộng, thuộc về thần binh cấp 1. Hắn vốn có chút động lòng, nhưng vũ khí thích hợp với hắn nhất vẫn là binh khí rìu, vì thế hắn mới dò hỏi. Loại vũ khí rìu vô cùng hiếm thấy, trừ khi nó được chế tạo riêng, các bậc thầy thường chế tạo các loại vũ khí phổ biến như kiếm, trường thương, cung và những loại binh khí phổ biến khác bởi vì nó tương đối dễ bán. Có, tất cả những thần binh cấp 1 trong tụ bảo các được bán ở tầng 3. Tầng 1 chỉ trưng bày một bộ phận rất ít ở trong đó không biết ngài muốn rìu cán dài hay cán ngắn hay rìu được mạ vàng hoặc bạc khụ ngài muốn cây rìu khắc hệ kim để trở nên sắc bén hay khắc hệ thổ để cho cây rìu nặng hơn tên siêu phàm chấm hỏi đường đường là một tên siêu phàm cấp độ sinh mệnh hoàn toàn lột xác và đã sống hơn mấy trăm năm lần đầu tiên hắn ở trước mặt một tên thức tỉnh cảm giác mình giống như một tên ngu ngốc cái gì cũng không hiểu đi tới tầng ba tụ bão cát hắn đã hiểu rõ ràng hơn Tầng 3 chỉ bán các loại thần binh cấp 1, những tên siêu phàm nghèo khổ vốn tưởng nó sẽ vô cùng trống trải. Nơi này cho dù bày mấy chục kiện thần binh cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Hơn nữa, chắc hẳn có khu giải trí và khu thử nghiệm để dành cho khách hàng thử nghiệm sản phẩm. Đúng là có khu vực kiểm tra, nhưng ánh sáng của các thần binh sắp làm mù mắt những người trước mắt này luôn sao. Các loại thần binh đều bày ở các khu vực khác nhau từ đao, kiếm, thương, cung. Mỗi loại đều có hơn 10 kiện thần binh, còn có cả áo giáp, giày và những món đồ phòng thủ khác. Nó cũng được chia thành nhiều loại. Dưới sự dẫn dắt của những người phục vụ, những tên siêu phàm nghèo khổ đi tới khu vực chiến phủ, nhìn qua thì nó quả thật ít hơn nhiều so với những đao kiếm chính thống, nhưng cũng có hơn mười mấy món. Có cây rìu dài, rìu ngắn, rìu hai tay, rìu vàng và rìu bạc, hắn quả thật nhìn thấy một cái ống ánh màu vàng và một cái rìu lấp lánh màu bạc. Hắn hơi chán ván Bởi vì quá nghèo, bản thân hắn đã mất liên lạc với thị trường thần binh chính thống rồi sao Tên siêu phàm nghèo khổ nhìn thấy mấy cây rìu chiến thích hợp với mình Sau khi được người phục vụ giới thiệu, hắn lại quan sát một lượt, mới lưu luyến buông tha những cái khác Hắn đi tới trước một cây rìu chiến dài 2 đến 3 mét Thanh rìu chiến này toát ra khí tức nặng nề giống như một ngọn núi và kích thước của nó còn lớn hơn cả tên siêu phàm nghèo khổ. Thực tế thì thần binh dành cho siêu phàm có năng lực co giãn nhất định, có thể điều chỉnh lớn nhỏ gấp 2 ba lần. Tuy nhiên, kích thước thần binh không hề quan trọng, quan trọng nhất vẫn là kiểu dáng. Ngay cả khi một chiếc triều ngắn được làm thành cây triều cán dài, nhưng mặt triều quá rộng, dùng cũng không có thuận tay. Tuy nhiên, hầu hết siêu phàm cấp 1, cấp 2 và cấp 3 có thần binh để sử dụng là không tệ rồi, ai có tư cách chọn lựa đâu. Hiện giờ, tên siêu phàm nghèo khổ nhìn thấy một cây rìu chiến thần binh vô cùng thích hợp và không nỡ đặt nó xuống. Hắn gần như muốn nằm sấp ở trên tủ trưng bày trong suốt. Cuối cùng, hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt và nghĩ tới hiện thực nghèo khổ và thấp thỏm hỏi tên phục vụ, cây rìu chiến này, giá của nó như thế nào? Nếu như ngài muốn thì 35.000 viên nguyên tinh có độ tinh khiết cao. Nếu như ngài muốn thanh toán bằng nguyên tinh bình thường thì 150 viên nguyên bình thường sẽ bằng một viên nguyên tinh độ tinh khiết cao. Nhiều nhất, ngài chỉ có thể chuyển đổi một nửa mà thôi. Tên siêu phàm nghèo khổ trầm tư suy nghĩ. Thần binh cấp 1 có giá từ 3 triệu cho đến 10 triệu nguyên tinh, chủ yếu là có tiền nhưng không thể nào mua được. Cái cây rìu chiến này còn có năng lực trọng áp, cắt đứt, còn bổ sung thêm chiến kỹ bổ sơn nhất trảm, 35.000 nguyên tinh có độ tinh khiết cao cũng không hề đắt. Nó rẻ hơn nhiều so với một số cửa hàng ở Bạch Thành và những cửa hàng đó bán thần binh cũng không nhiều. Quan trọng hơn là nó cực kỳ thích hợp với mình. Tên siêu phàm nghèo khổ không tìm thấy khuyết điểm nào, vì thế không có lý do gì để không mua nó. Nếu có cây triều chiến này ở trong tay thì sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên gấp mấy lần và có thể trở thành cao thủ có tiếng tăm ở trong giới siêu phàm cấp 1. Vấn đề ở đây, lực lượng tinh thần của hắn nhìn vào trong những không gian đã tích lũy mấy trăm năm của mình chủ yếu là sau khi hắn trở thành siêu phàm. Nguyên tinh có độ tinh cao 20.000, đã hoàn thành một nửa yêu cầu, hắn từng xâm nhập vào dãy núi thiên tiệm, hắn cũng đào rất nhiều mỏ nguyên tinh do đám thú biến dị chiếm đóng và trốn thoát thành công. Nguyên tinh bình thường thì có tổng cộng 1 triệu. Vẫn chưa có đủ. Tên siêu phàm nghèo khổ chần chờ và hơi do dự. Tụ bảo các vừa mới khai trương, nếu bỏ lỡ hôm nay, lỡ cây chiến triều phù hợp với mình bị người khác mua thì phải làm sao bây giờ tự hồ nhìn ra sự rối rắm của hắn cô gái phục vụ có đầy đủ sự chuyên nghiệp nói nếu ngài không nguyện ý dùng nguyên tinh trả tiền tụ bảo cắt của chúng tôi cũng có mua bán kinh doanh chúng tôi không hề giới hạn bảo vật những dược liệu quý hiếm khoáng vật tài liệu của thú biến dị đều có thể trao đổi bên phía chúng tôi có nhân viên chuyên môn giám định có thể đánh giá vật phẩm đó giá trị cao thấp chỉ trong thời gian ngắn và sẽ không để cho ngài chịu thiệt thòi. Tên nghèo khổ siêu phàm nửa tỉnh nửa mê đi tới phòng giám định ở tầng 3. Tên bạn đồng hành siêu phàm đi cùng với hắn đã sớm tách ra, trong lòng của hắn đều chảy nước miếng không thôi. Những tài liệu mà hắn tích góp ở trong những không gian ngược lại không hề ít. Hắn muốn để cho bậc thầy chế tạo thần binh, ít nhất phải có hai bộ tài liệu, hắn cũng không thể nào gom đủ bán rẻ cho cửa hàng thì hắn không hề cam lòng. Tuy nhiên, việc thu mua ở tụ bảo cát, hình như giá cả đại khái cũng không hề thấp như thế. Tâm lý bế tắc lại vội vàng muốn mua cây triều chiến kia, tên siêu phàm nghèo khổ liền đồng ý. Tổng giá trị tài liệu ngài bán ra là 6.600 nguyên tinh có độ tinh khiết cao và 2,8 triệu nguyên tinh bình thường. Dựa theo nhu cầu của ngài thì tụ bảo các chúng tôi sẽ đề cử cho ngài chiến mã địa ngục này, nó có tốc độ nhanh hơn cả siêu phàm cấp 1. Nó chỉ là khôi lỗi, không cần phải thuần dưỡng liền có thể đi được, ngài mua tuyệt đối giá trị hơn nhiều. Người phục vụ nở nụ cười giới thiệu. Tên siêu phàm nghèo khổ vừa nghe xong, hai mắt sáng rực. Chiến mã địa ngục có thể chiến đấu và chạy trốn, chi phí bảo trì cũng thấp, lại không hề có tính tình thối nát như đám thú biến dị. Nó thực sự đã chạm đến trái tim của hắn. Thật sự cảm động không thôi. Tụ Bảo Các thật sự rất chu đáo. Bạch Thành khu phố trung tâm cửa hàng san sát nhau và không có kẻ yếu lui tới ở nơi này vậy mà lúc này hơn phân nửa quảng trường đã bị biến thành phế tích hơi cảm nhận liền có thể phát hiện năng lượng dao động còn sót lại hầu như tất cả những người thức tỉnh đều bị tiêu diệt ngay lập tức siêu phàm ở vị trí trung tâm vụ nổ cũng khó mà thoát được rất nhiều cao thủ ngơ ngác đứng dậy trên người đầy những mạch vỡ của gạch ngói nguyên lực lưu chuyển xuống miệng vết thương chậm rãi khép lại nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy đống đổ nát, chỉ còn sót lại một số tòa nhà. Mặt ngoài hiện lên vẻ sáng ngời, có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ huy hoàng ở trong quá khứ. Chính tầng tháp tụ bảo các là tòa kiến trúc hoàn chỉnh duy nhất. Trên tháp cao, từng vòng hào quang hiện lên, những chữ rung rậm rạp xếp thành hàng trên tường rồi biến mất. Chỉ là ở xung quanh tòa tháp, những thứ thuộc về tụ bảo cát, các gian hàng, cây cầu nhỏ và dòng nước chảy và những loại thực vật trân quý được cấy ghép ở chỗ đó tất cả đều biến thành một chỉ trong nháy mắt. Kể cả những người ở bên ngoài tòa tháp, chỉ có một số nhân viên được bảo vệ bởi hai con rối bảo vệ. Những người sống sót, bất luận là siêu phàm cấp 1 hay là cấp 2 không khỏi rung lên và nhìn lên bầu trời, phương hướng là thành vân trung. Hai luồng khí tức khủng bố bốc lên, khuấy động mây gió ở xung quanh mấy chục cây số. Chuyện gì đang xảy ra? Cao thủ mạnh mẽ nào tiến đánh bạch thành rồi? bọn họ còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy một tiếng trống giận dữ nổ tung ở bên tai. Một bóng người màu tím bay vút lên trên trời. Thời gian quay trở lại 10 phút trước. Đường Vũ lười biếng nằm ở trên ghế sofa mềm mại, ý thức nối liền với kho hàng, đang đếm tiền. U hải kết tinh còn chưa tới tay, nguyên tinh chỉ có thể chất đống ở trong nhà kho như núi, không tiêu thì thật lãng phí, nhưng mà, nhìn vô cùng thoải mái. Tính toán thời gian, Đường Vũ gửi tin nhắn cho Nancy. Cô hãy đi một chuyến đến Bạch Thành, mang nguyên tinh kiếm được mấy ngày vừa qua ở tụ bảo cắt về. Dù sao thì quá nhiều nguyên tinh chất đống ở tụ bảo cắt cũng không hề an toàn, chứ không phải hắn muốn xem những ngọn núi nguyên tinh ở trong nhà kho có thể chất cao đến mức nào. Nancy vội vàng đi. 10 phút sau. Đội phó đội cận vệ Tống Nghiên Hy vội vàng chạy tới, lãnh chúa, xảy ra chuyện lớn, đội trưởng Nancy, cô ấy, cô ấy đang đánh nhau với ai đó. Đường Vũ, Chấm hỏi, phản ứng đầu tiên của anh không phải Nancy đánh nhau với người khác mà trọng điểm trong câu nói kia. Tống Nghiên Hy sử dụng từ chiến đấu, chứ không phải Nancy đã làm thịt người nào đó. Thực lực của Nancy anh biết rõ ràng hơn. Hơn 2 năm trước, Nancy vừa mới đột phá siêu phàm cấp 2, một mình có thể giết ngược 3 tên dị tộc siêu phàm cấp 2, về sau còn có thể so tài với giáo hoàng siêu phàm cấp 3. Tuy giáo hoàng có thực lực siêu phàm cấp 3 ở tầm trung, hẳn là hạn chót chiến lực. Hơn 2 năm sau, Nancy mà nổi điên, ngay cả anh cũng sợ. Ai có thể chịu được sự tấn công của Nancy? Không biết Bạch Thành có bị sụp đổ hay không? Liệu việc kinh doanh có tiếp tục suôn sẻ nữa không đây? Thời gian quay trở lại 2 phút trước. Nancy lấy đi chiếc vòng tay chứa hàng trăm triệu nguyên tinh và tài liệu. Cô đi thẳng tới tầng hầm thứ hai của tụ bảo cát, nơi có cổng dịch chuyển đặt ở chỗ đó. Cô bước vào trong đó, cổng dịch chuyển nhanh chóng kết nối với nhau ánh sáng dần dần tỏa sáng nancy nhìn về một hướng và cảm nhận được thứ gì đó cô hơi nhíu mày và sắc mặt đột nhiên thay đổi cô biến thành một luồng sáng và lao đến lối thoát hiểm ở tầng hầm thứ hai của tụ bão cát như một chùm ánh sáng tím nhảy vọt tới cầu thang tuy nhiên cô vẫn bị nhận hạn chế môi trường khi cô vừa đi tới tầng một và lao ra khỏi tụ bão cát thì thời gian đã trôi qua ba giây sóng năng lượng khủng bố từ trên bầu trời rơi xuống, ngay tại tụ bão cắt ở xung quanh. Nancy đang nghe chuyện trên TV audio CV không có thời gian để gọi thanh đại kiếm tai họa ra, nắm đấm nhỏ bé ngưng tụ sức mạnh và đấm ra bên ngoài. Trong khi đó, nguyên lực mênh mông của cô dân trào và lan tỏa xung quanh bốn phía tụ bão cắt. ầm ầm Tiếng nổ vang lên cùng với ánh hào quang rực rỡ, cho dù là siêu phàm, trong nhất thơi tai mắt đều bị choáng váng. Một đấm của Nancy đã kích nổ làn sóng năng lượng đáng sợ, dòng năng lượng bao trùm tùy ý quét qua mặt đất. Sau khi bị nguyên lực của cô phóng ra làm suy yếu, nó lại bắn phá lớp phòng thủ của tòa tháp chín tầng hết lần này đến lần khác. Nancy ngăn cản cùng với vô số trận pháp được khắc ở trên tòa tháp chín tầng, làm cho tòa tháp cao dưới năng lượng trùng kích dữ dội hoàn hảo không hề có gì xảy ra. Nhưng... Một khu vực rộng lớn ở xung quanh tòa tháp thuộc về lãnh thổ của tụ bão cát, chỉ trong nháy mắt đã bị xóa sổ cô là một chiến binh có sức tấn công cao để cho cô bảo vệ một hai người cũng được nhưng bắt cô ấy bảo vệ một lãnh thổ rộng lớn như thế cô cũng bất lực không thôi thời gian cũng không đủ cho cô nancy chỉ trở mắt nhìn làn sóng xung kích lắc lư ở trước mặt mình vô số người và kiến trúc ở xung quanh hóa thành tro bụi rõ ràng đó là một gian hàng mới được xây dựng không lâu và tiêu tốn rất nhiều tiền nancy trong lúc nhất thời chỉ biết ngơ ngác những con số trong đầu không ngừng thay đổi để tính toán số tiền bị mất lần này, sau đó, cô không tài nào tính ra được. Nó nằm ngoài khả năng của cô. Bùng. Hai sinh vật với khí thế mạnh mẽ đang bộc phát ở trên bầu trời. Quang ảnh đang xen, năng lượng cực hạn liên tiếp bộc phát. Nếu nhìn từ xa thì rất giống bản vẽ không ngừng đổ sơn vào. Khu vực xung quanh đã bị nổ tung thành một mớ hỗn độn. Đúng lúc này, một quả cầu năng lượng bị đánh bay hướng về phía khu vực trung tâm nancy người vẫn còn đang bị ám ảnh bởi mấy tháng lương đã không cánh mà bay sợi tóc trên đầu cô giật giật cô ngẩng đầu lên ánh mắt dần chuyển từ bi thương sang tức giận bàn tay nắm chặt thanh đại kiếm tai họa cô bay vút lên trời một kiếm chém thủng quả cầu năng lượng còn ở rất xa xuyên qua khói lửa đang nổ tung đầy trời và mang theo vệt lửa thật dài nhận ta một kiếm phía trước thành vân trung ở trên ca có hai luồng nguyên khí nồng đậm ở xung quanh cơ hồ nhìn không rõ mặt thật của thân ảnh nhưng cao thủ tinh mắt vẫn có thể nhìn ra bóng người đang tiến đến thành vân trung kia sau lưng có một đôi cánh không còn nghi ngờ gì nữa đó là cao thủ tọa trấn của bộ tộc bạch vũ một thân ảnh khác lại có sáu cái đuôi lớn bồng bềnh trong khi thân ảnh kia đang suy nghĩ thì mười ngón tay đang xen lại với nhau đuôi công lại và vô số phép thuật không ngừng đánh xuống Cao thủ bộ tộc Bạch Vũ mạnh mẽ kia chỉ có thể ngăn cản một cách khổ sở, xem ra thực lực thua kém đối thủ. Bọn họ đang lo lắng cho thành phố Vân Trung ở sau lưng, quan trọng hơn là tên cao thủ Bạch tộc đang rất hoang mang. Một giây trước, hắn còn đang tu luyện ở trong cung điện. Một giây sau, tên điên này đến giết tận cửa. Đó là bộ tộc Hồ Ly. Cách Bạch Thành hơn 100.000 cây số, là một chủng tộc tương đối ẩn nấp, cùng Bạch Thành không hề có qua lại với nhau chẳng lẽ những tộc nhân của bộ tộc hồ ly đến bạch thành làm ăn bị lừa sao? nhưng cũng không đến mức phải điên cuồng như thế, không sợ gây nên chiến tranh giữa hai bộ tộc hay sao? trong miệng của đối phương luôn nói trả lại em gái cho ta và giao nộp kẻ sát hại bộ tộc hồ ly vân vân, khiến cho hắn càng thêm khó hiểu không thôi. tên chết tiệt nào dám ném nguyên một nồi lẩu ớt cây này cho bộ tộc bạch vũ chúng ta? cao thủ của bộ tộc hồ ly, ta cảm thấy trong này có hiểu lầm và âm mưu hiểu lầm cái bíp, chính siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Bạch Vũ các ngươi làm ra, chính ta tận mắt nhìn thấy. Cái này, có rất nhiều chủng tộc có cánh, có lẽ do tộc khác giả trang, nhuộm màu là khác ngay, ta lúc còn trẻ đã gặp qua. Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly càng tức giận không thôi, liều mạng thiêu đốt bản nguyên của chính mình, cả bầu trời như muốn sụp đổ. Con trai thứ bảy của lão tộc trưởng Bạch Vũ, đừng tưởng rằng ta không biết hắn tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ hơi nhíu mày. Hắn cùng lão tộc trưởng cùng thế hệ, con thứ bảy của lão tộc trưởng tương đương với cháu trai của Minh. Nó có thực lực siêu phàm cấp 2, chuyện này hắn cũng biết. Một tên hậu bối kế thừa sự tao nhã của bộ tộc Bạch Vũ làm sao có thể gây thù hận với bộ tộc Hồ Ly được. Tuy nhiên, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ. Những tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ vẫn còn đang bế quan. Hắn đã phái người đi thông báo, trước đó, hắn cần phải ngăn cản bà chàng điên cuồng này. Nhìn thấy hai mắt đỏ tươi của siêu phàm cấp 3 bộ tộc Hồ Lý và khí thế điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, cao thủ Bạch Vũ cảm thấy trống rỗng. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu tím từ phía dưới bắn lên. Hắn lúc này mới phát giác được luồng ánh sáng đó đã xuất hiện ở bên cạnh cao thủ bộ tộc Hồ Ly, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn và tên cao thủ bộ tộc Hồ Ly giống như sao băng bay ngược ra ngoài. Tên cao thủ bộ tộc Hồ Ly càng cảm thấy ngốc nghếch hơn, nhưng nó phản ứng cực nhanh hay dưới sự khống chế của cơn tức giận bất kỳ sinh vật nào ngăn cản nàng đều sẽ bị coi là kẻ thù cái đuôi cuốn lên nguyên khí như cơn thủy triều hỏa diễm băng xương ảo thuật bất kể các loại phép thuật nào dùng nguyên lực đều rơi xuống ảo thuật đạo thân ảnh kia hơi ngẩn ra liền khôi phục hỏa diễm và băng xương liền bị một kiếm chém tan trong nháy mắt thì bóng người màu tím kia đã xuất hiện trước mặt nàng Kiếm quang dài hơn 10 mét đã chém xuống trước mặt nàng. Ầm ầm. Sáu cái đuôi hồ ly bảo vệ trước mặt nàng, tạo thành một quả bóng và tên cao thủ bộ tộc hồ ly liền bị chém bay lên không trung. Bóng dáng màu tím theo sát ở phía sau. Bành bành. Bang. Phanh phanh. Trong mắt của những tên siêu phàm cấp 2 ở dưới mặt đất. Bầu trời thỉnh thoảng nổ tung thành những chùm năng lượng tuyệt đẹp từ bên trái sang bên phải và dư âm của tiếng nổ đã khiến cho không ít tòa kiến trúc ở phía dưới đều hóa thành gạch ngói vỡ vụn. Nancy vẫn có chút chừng mực, chú ý góc độ, liền phá hủy một số tòa kiến trúc. Chỉ cần những người thức tỉnh ở phía dưới chú ý tránh né, hoặc chạy tới chỗ những siêu phàm cấp 1 để che chở vẫn là tương đối an toàn, tuy rất nhiều chủng tộc không cảm thấy như thế. Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly bị đánh tới nổi choáng ngợp. Người đang đánh mình là ai? tại sao cô ta lại đánh mình mình dường như không thể nào đánh bại cô ta hai mắt đỏ thẫm ở trong mắt phai đi không ít dưới sự thuyết phục của tác động vật lý thì cô ta đã lấy lại được chút bình tĩnh không ra tay nữa và chỉ biết phòng thủ tất nhiên cô cảm thấy sự việc này có gì đó kỳ lạ nhưng cái chết của em gái cô ấy chính là sự thật hiển nhiên đột nhiên ánh mắt cô nhìn thấy một bóng người trong mắt nàng người của bộ tộc bạch vũ đều giống nhau nhưng hình gian và khí tức kia, cô đều khắc sâu ở trong lòng. Hai mắt lại lần nữa đỏ ngầu. Bóng người nhanh chóng bay tới chỗ tên siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Bạch Vũ, trên đỉnh đuôi liền xuất hiện một chùm ánh sáng óng ánh. Chết đi! Sáu cái đuôi xuyên qua thân thể kia, tên siêu phàm cấp 2 căn bản không kịp phản ứng. Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Trước mặt cô, khí tức của tên bộ tộc siêu phàm cấp 2 không ngừng suy giảm, Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung thành từng mảnh, từng mảnh thịt bay tán loạn ra ngoài và không còn dấu vết của sự sống. Bản nguyên vỡ vụn. Thân tử đạo tiêu. Cao thủ bộ tộc hồ ly kinh ngạc nhìn qua đỉnh đuôi của cô. Không lẽ mình mạnh tới như vậy sao, một đòn tấn công liền có thể giết chết một tên siêu phàm cấp 2. Nancy sau khi đánh bầm dập tên cao thủ siêu phàm cấp 3 bộ tộc hồ ly kia, cô nhất thời cảm thấy thoải mái không thôi. Vì vậy, cô liền dừng lại, trong đầu cô đang suy nghĩ nên để cho tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly này bồi thường bao nhiêu. Cô lại nhìn về phía tên cao thủ của bộ tộc Bạch Vũ. Tuy Bạch Thành là lãnh thổ của bộ tộc Bạch Vũ, nhưng việc phá hủy tụ bảo các là công lao của bộ tộc Hồ Ly và bộ tộc Bạch Vũ, không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia được. Hay là, đánh tên cao thủ bộ tộc Bạch Vũ luôn. Cô ấy có kinh nghiệm. Đánh siêu phàm cấp 3 cảm giác thật đã khi cô đang phân tâm thì cao thủ của bộ tộc Hồ Ly liền bay về phía xa. Nancy nhìn thấy khí tức của tên bộ tộc Bạch Vũ mất đi, lại thấy tên cao thủ bộ tộc Bạch Vũ liền biến thành ông chú nổi giận. Lần này tới lượt hắn liều mạng thiêu đốt bản nguyên. Hai cao thủ của hai bộ tộc lại chém giết nhau cùng một chỗ. Từng chùm năng lượng bạo phát so với pháo hoa càng thêm rực rỡ, đem cả bầu trời chiếu sáng tới đỏ bừng. Dưới những đám mây lửa cuồn cuộn, đó là thân hình nhỏ nhắn của Nancy. Bất kể luồng năng lượng nào hướng tới trước mặt cô ấy đều tự chủ tách ra, hình thành một trường chân không ở xung quanh vài mét. Cô vác thanh kiếm tai họa ở trên vai, tay kia thì chống cầm, bắt chước cách lãnh chúa suy nghĩ vấn đề. Nhưng vấn đề là, hình như cô quên mất những gì mà cô muốn suy nghĩ. Chính xác là mình đã quên gì? Thành phố Vân Trung. Mây trắng mịt mù ở trên bãi đất trống. Lúc này, bầu không khí vô cùng nặng nề một bên là cao thủ của bộ tộc Bạch Vũ, có ba tên siêu phàm cấp 3, còn có mấy chục tên siêu phàm cấp 2 đang trừng mắt nhìn về đám bộ tộc Hồ Ly. Bộ tộc Hồ Ly người rất ít, nhưng cũng có hai tên siêu phàm cấp 2 chạy tới, khí thế cũng không hề kém bao nhiêu. Cả hai bên đều dương cung bạc kiếm, chỉ cần chạm vào thôi liền sẽ phát nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, so với những cao thủ của hai bên gia tộc thì Nancy, Đường Vũ, Y Liên. a còn có hôi nhận và những người khác có vẻ không thích hợp. Có vẻ như bọn họ giống như quần chúng nhiều chuyện, nhưng bọn họ thực sự là những người hòa giải. Bầu không khí ngưng động gần như đóng băng trong không gian. Nguyên lực dân trào điên cuồng khiến cho mọi người không thể nghi ngờ chỉ sau một khắc thì trận chiến sẽ diễn ra thảm khốc hơn. Thực tế, bộ tộc Bạch Vũ và bộ tộc Hồ Ly đều đang hết sức kiềm chế bản thân. Bỏ qua yếu tố tức giận, bọn họ đều cảm nhận được chuyện này có gì đó không ổn bộ tộc hồ ly không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới cửa, khí tức liều mạng kia cũng không phải giả. Khí tức siêu phàm cấp 3 bên phía bộ tộc hồ ly hơi suy giảm, không phải bị Nancy đánh thô bạo, chỉ trong khoảnh khắc chiến đấu ngắn ngủi kia liền mất hơn 10% bản nguyên. Tuy nhiên, siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Bạch Vũ chết ở trước mặt bọn họ, đó là sự thật không thể nào chối cãi. Tên siêu phàm cấp 2 lại là đứa con trai thứ bảy của lão tộc trưởng vô cùng yêu thích bộ tộc hồ ly cũng cảm thấy như thế đứa em gái nhỏ tuổi ở trong bộ tộc có thiên tư vô cùng tốt bị tên bộ tộc bạch vũ cướp đoạt thậm chí còn bị giết chính mắt các nàng chứng kiến có thể trong chuyện này có âm mưu nào đó nhưng mối thù của hai bộ tộc đã được chôn xuống trong tương lai chỉ cần ngòi nổ được kích hoạt thì chiến tranh có thể lần nữa bộc phát hai bộ tộc hiện đang chiến đấu bằng ngôn ngữ nhưng mắng tới mắng tới mắng lui cũng chỉ có vài câu như thế Khiến Đường Vũ cảm thấy buồn ngủ luôn rồi. Cụ, hai bên hãy nghe tôi nói một chút." Đường Vũ phải cắt ngang cuộc chửi rủa hai bên. "Nếu không, những tên siêu phàm cấp 2, cấp 3 này cho dù có mắng chửi 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không hề khác nước." Tên cao thủ bộ tộc Bạch Vũ nhìn sang, ánh mắt dừng ở trên người Nancy, rồi chuyển đến trên người Đường Vũ. "Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly đã trấn áp siêu phàm cấp 3 uy tín lâu năm bên phía bộ tộc Bạch Vũ." Tuy nhiên, Nancy lại đánh siêu phàm cấp 3 bộ tộc hồ ly như con. Mối liên hệ giữa chiến lực như thế quá rõ ràng. Bọn họ đương nhiên coi trọng một người mạnh mẽ như thế, thậm chí còn mời Nancy làm nhân chứng, nếu như bọn họ có thể mượn sức cao thủ như thế này, cho dù chỉ thu được một chút thiện chí là đủ. Các trưởng lão của bộ tộc Bạch Vũ cũng nghĩ đến điều đó. Ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ, mơ hồ càng thêm thận trọng. Ngay cả Nancy có được chiến lược so tài với siêu phàm cấp 3 cao cấp, cũng rất tôn trọng nam nhân loài người này. Điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa, vị này thực lực càng mạnh hơn. Đỉnh phong siêu phàm cấp 3 Cực hạn siêu phàm cấp 3 Người đứng sau lưng tụ bảo các là môn chủ của tiên môn. Khi nào mà nhân loại lại xuất hiện ra cao thủ bậc này? Ba tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly cũng bình tĩnh trở lại, không muốn vì chuyện nhỏ này lại trở mặt với những cao thủ nhân loại. Thám tử đường vũ đẩy gọng kính không tồn tại trên mặt. Chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một âm mưu. Mục đích của người này chính là để cho hai tộc các ngươi đánh nhau và làm suy yếu thực lực của các ngươi. Sự tình của bộ tộc Bạch Vũ chúng ta không cần người khác nhúng tay vào, dám giết chết anh bảy nhà chúng ta, đám hồ ly lẳng lơ này phải chết. Đột nhiên, thanh âm cáo kỉnh liền vang lên. Trong số mấy chục tên siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Bạch Vũ, cuối cùng cũng có một số tên mất trí, cái này gọi là chủng loại gì cũng có. Sắc mặt Đường Vũ không hề thay đổi, anh vẫn giữ nguyên động tác đẩy gọng kính, "Nancy, làm cho hắn ngậm miệng lại." "Không thành vấn đề." Chữ không vừa rơi xuống, Nancy đã xuất hiện trước mặt tên siêu phàm cấp 2 Bạch Vũ kia, mạnh mẽ đè đầu hắn đập thẳng lên mặt đất màu trắng tinh khiết toàn bộ đầu của tên siêu phàm cấp hai bạch vũ đều cắm sâu ở trong lòng đất mặt đất ở xung quanh chỉ hơi nứt ra có thể thấy được địa điểm mà bộ tộc bạch vũ cung cấp chất lượng cũng không tệ lúc này siêu phàm cấp ba trong bộ tộc mới có phản ứng lại tên cao thủ cách gần đó nhấc lên nguyên lực khẽ há miệng sưu nancy đã dịch chuyển trở về bên cạnh đường vũ hơi lui lại phía sau nửa bước hai chữ vấn đề mới đúng lúc vang lên Tên siêu phàm cấp 3 bộ tộc Bạch Vũ mở miệng ra giống như bị bóp lấy, sắc mặt thay đổi, cuối cùng mới thở dài một hơi. Đương nhiên, Đường Vũ cũng không mong đợi có thể thuyết phục cả hai bộ tộc bằng cách đơn giản. Hắn can thiệp vào chuyện này không chỉ bởi vì bộ tộc Hồ Ly và bộ tộc Bạch Vũ đối với việc coi trọng Nancy, mà bởi vì thủ đoạn đằng sau, điều này khiến cho anh cảm thấy quen thuộc. Trước đó không hề chú ý, công quốc Lam Thủy và công quốc nộ thương bỗng nhiên mở ra chiến tranh. 12 tên hải tặc cấp bậc tướng quân, chết đi 3 tên. Những xung đột bột phát ở trên vùng biển vô tận trong vòng 2 năm qua dường như nhiều hơn. Thoạt nhìn không hề có gì, nhưng nếu phóng to đến mức bao trùm toàn bộ sơn hải đại thế giới, có vẻ như xuất hiện một số vấn đề. Khuyên các ngươi đình chiến là điều không thực tế. Dù sao, các ngươi đối với những tên sau màn có tồn tại hay không đều sẽ hoài nghi. Cho dù có người ở sau màn thì máu đã dính ở trên tay cũng không phải là giả đường vũ đã phân phó hôi nhận hai câu. Hôi nhận biến mất trong nháy mắt và sau một lúc thì anh ta lại xuất hiện với một đống tin tình báo mà anh đã sắp xếp lại. Anh đem một quả cao cấp lưu ảnh thủy tinh xuyên qua không trung. Đó là một bản đồ sơn hải đại thế giới, chủ yếu tập trung ở hai khu vực cao nguyên huyền vân và vùng biển vô tận. Cả bộ tộc Bạch Vũ và bộ tộc Hồ Ly đều không biết bức tranh này có ý nghĩa gì và có khá nhiều thành viên mạnh mẽ của bộ tộc Bạch Vũ với khuôn mặt lạnh lùng. Bản đồ được phóng to, có thể nhìn thấy khu vực của bộ tộc Bạch Vũ và bộ tộc Hồ Ly. Lúc này, khu vực này đã được đánh dấu bằng một ánh án màu vàng rực rỡ. Đường Vũ kéo bản đồ và di chuyển về phía đông, thành phố Tinh Thạch, đây cũng là một thế lực hàng đầu, chỉ trong vòng một năm rưỡi đã khai chiến với một thế lực hàng đầu khác ở vùng lân tận chính là Lâu Đài Quỷ. Nguyên nhân không rõ, nhưng trước mắt cả hai bên đều có siêu phàm cấp 3 ngã xuống. Đế quốc nhai tâm, 9 tháng trước đã bị 8 vương quốc đồng thời tấn công. Trước mắt, bọn họ đã mất đi 1 phần 3 lãnh thổ, hàng chục triệu binh lính cả hai bên đã chết ở trong trận chiến. Thung lũng Văn Đình, Cảng Đan Môn, Đế quốc Stanley Những thế lực hàng đầu hay tiếp cận với các thế lực hàng đầu cũng đều bộc phát chiến tranh và có không ít cao thủ ngã xuống. Bạch Thành là một thế lực hàng đầu có truyền tống trận, trong miệng các cao thủ nhân loại có rất nhiều cao thủ hàng đầu và tiếp cận tới đó. Những siêu phàm cấp 3 trong bộ tộc Bạch Vũ cũng đều có nghe nói qua. Bộ tộc Hồ Ly đối với thế giới bên ngoài không hiểu biết nhiều lắm, nhưng những nơi như thành phố Tinh Thạch, đế quốc Nhai Tâm, những thế lực đó đã tồn tại mấy chục nghìn năm, cho nên bọn họ cũng đã từng nghe nói qua. Vậy mà chiến tranh nổ ra. Hơn nữa, nó còn phát sinh ở nhiều nơi. Không phải là những xung đột với quy mô nhỏ, đều có siêu phàm cấp 3 ngã xuống, chỉ kém với thời điểm diệt vong gia tộc sẽ dốc hết nội tình chống trả lại. Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ bị trấn trụ. Bọn họ thật sự không biết, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi vậy mà xảy ra nhiều chuyện như thế. Có lẽ, siêu phàm cấp 1, cấp 2 đi tới khu vực khác cũng có nghe thấy, nhưng chỉ sợ không để những chuyện này ở trong lòng. Nhiều thế lực hàng đầu như vậy lại nổ ra chiến tranh, không còn nghi ngờ gì nữa, có một thế lực ở phía sau màn thao túng khí thế dương cung bạc kiếm cả hai bộ tộc đều thu liễm lại không ít. Đường vũ còn chưa nói xong, lại chuyển bản đồ đến vùng biển vô tận. Không ít đế quốc, những vùng biển đặc thù đều được đánh dấu bằng màu đỏ tươi. Hàng trăm quốc gia lớn nhỏ ở trên biển đã bị bao phủ ở trong đám mây chiến tranh và có không ít những cao thủ siêu phàm cấp 3 đã ngã xuống. Nếu nói một cách trực quan hơn, siêu phàm cấp 3 ngã xuống trong vòng 2 năm qua có thể so với 500 năm qua. 500 năm, siêu phàm cấp 3 gần như là tồn tại hàng đầu trên thế giới. Một thế lực hàng đầu như bộ tộc Bạch Vũ cũng không thể nào có được một tên siêu phàm cấp 3. Siêu phàm cấp 3 xem ra cũng không ít, nhưng bởi vì tuổi thọ dài. Siêu phàm cấp 3 bình thường ở trong bộ tộc đều có thể sống hơn 5.000 năm. Huống chi, một số bộ tộc còn sống thọ hơn thì không cần phải nói. Ngã xuống. Điều đó thật sự hiếm thấy, Cao thủ siêu phàm cấp 2 đều có thể ở trong siêu phàm cấp 3 bảo trụ tánh mạng. Tuy nhiên, siêu phàm cấp 3 vốn đứng ở đỉnh cao, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như thế? Trừ khi giết đến đỏ mắt. Giống như hôm nay, cao thủ bộ tộc Bạch Vũ và bộ tộc Hồ Ly đều thiêu đốt bản nguyên, bất kể việc liều mạng để hao tổn. Nói không chừng sẽ có cao thủ siêu phàm cấp 3 ngã xuống. Bộ tộc Bạch Vũ và bộ tộc Hồ Ly hồi tưởng lại, nghĩ lại đều có chút sợ hãi. Đặc biệt là bộ tộc Hồ Ly, thành viên trong tộc ít ỏi Mỗi đứa trẻ trong bộ tộc Hồ Ly đều chính là hy vọng Lúc đầu, tên siêu phàm cấp 3 truy đuổi đến Bạch Thành, mang theo tâm tư đồng quy vô tận Bình tĩnh lại, tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy Ngay cả vùng biển vô tận cũng không biết vì sao lại xảy ra nhiều trận chiến Bọn họ không nghi ngờ đường vũ nói dối Giống như những thế lực nổi tiếng như thành phố Tinh Bạch, đế quốc Nhai Tâm các trận dịch chuyển tức thời của bọn họ có thể trực tiếp đến các khu vực gần đó chỉ cần điều tra một chút liền biết thật giả xa hơn một chút bộ tộc bạch vũ cũng có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở cao nguyên huyền vân vùng biển vô tận nằm ngoài phạm vi năng lực của bọn họ không nghĩ tới bọn họ trước kia chưa bao giờ nghe nói qua tiên môn không ngờ nội tình lại sâu xa như thế mạng lưới tình báo của bọn họ gần như đã lan rộng ra khắp thế giới không thể trở mặt Thủ lĩnh siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ ở trong lòng đã nâng đường Vũ và tiên môn lên hai bậc. Cuộc chiến xảy ra giữa hai tộc là không đánh được, nhưng ở giữa bọn họ cũng không hề có sắc mặt tốt. Lúc này, tên siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Bạch Vũ đã ngã xuống, từng khối thịt vụn còn sót lại ở trên thân thể đã tìm thấy trở lại. Chỉ còn một nửa hộp sọ, một đoạn xương cánh tay trong tương đối nguyên vẹn. Chứng cứ thứ hai, coi như ngươi là siêu phàm cấp 3 cũng không thể nào một chiêu giết chết tên siêu phàm cấp 2, đúng không? Trong lòng Đường Vũ bổ sung một câu, siêu phàm cấp 3 còn chưa hiểu pháp tắc. Thế nhưng, trên người hắn cũng không hề phát hiện bất kỳ sự dao động của phép thuật nào, tự hồ không có bị khống chế. Điều đó có nghĩa là hắn có mưu đồ bất chính, trong lòng sinh ra ác ý. Tên cao thủ bên bộ tộc Hồ Ly phản bác lại. A, à, tôi nhớ ra rồi vốn hai tộc chuẩn bị dương cung bạc kiếm thì một thanh âm trực tiếp áp chế tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nancy có vẻ như bạn đã không quên mang theo thứ gì đó khi ra ngoài phải không tóc trên trán nancy giật giật liền hạ giọng chẳng lẽ tên này bị bộ tộc tâm ma ăn mòn rồi đường vũ sửng sốt tất cả những điều vô lý trong nháy mắt đã sáng tỏ thông minh bộ tộc tâm mòn ăn mòn mục tiêu sau đó có thể kế thừa thực lực của mục tiêu ngay cả trí nhớ khí tức của mục tiêu cũng không hề có bất kỳ thay đổi nào đường vũ trong hai năm nay đã nghiên cứu rất nhiều lịch sử của khởi nguyên tinh trong quá trình đối kháng với bộ tộc ma quỷ liền có không ít đồng minh và thế lực liên minh nội bộ đều xảy ra nội chiến cuối cùng người ta phán đoán là bộ tộc tâm ma dở trò quỷ nhưng đó cũng chỉ là ước chừng trong lịch sử bộ tộc tâm ma rất ít bị bắt thật không may trong nhà tù thương bạch liền giam giữ tên siêu phàm của bộ tộc tâm ma đường vũ y liên đều tham gia vào nghiên cứu về bộ tộc tâm ma nancy mặc dù không hiểu nhưng bản thân là đội trưởng hộ vệ riêng cô cũng nhìn thấy nhiều có thể nói là quen thuộc sau khi bị ăn mòn khí tức không hề thay đổi nhưng cấp độ linh hồn thì hoàn toàn khác tên siêu phàm cấp hai này đã không còn linh hồn nhưng thi thể vẫn còn chưa lạnh y liên sử dụng một chiêu phép thuật có tên là quy linh tụ tập một chút chân linh của tên siêu phàm cấp hai bộ tộc bạch vũ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán những đống sáng màu trắng xen lẫn một chút màu tím đen giống như cứt lẫn lộn ở trong cơm nhìn thoáng qua khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm không thôi tuy nhiên có rất ít điểm sáng của chân linh đường vũ phán đoán tên siêu phàm cấp hai ngã xuống có lẽ chỉ là một phân thân của cao thủ bộ tộc tâm ma phân thân cộng với việc đoạt xá Siêu phàm cấp 2 trở lên trong bộ tộc Tâm Ma cũng làm cơ bản thao tác mà thôi. Đường Vũ cũng cảm thấy đau đầu. Sự ăn mòn của bộ tộc Tâm Ma so với việc kỹ thuật khống chế phép thuật càng thêm bí ẩn, quỷ dị. Hơn nữa, những người bị bộ tộc Tâm Ma ăn mòn, cho dù siêu phàm cấp 1 hay cấp 2 đều tương đương với việc bị bộ tộc Tâm Ma giết chết. Kẻ giết chết em gái của bộ tộc Hồ Ly và siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Bạch Vũ chính là bộ tộc Tâm Ma. Sự tức giận hận thù của các ngươi cũng không hề nhắm đúng mục tiêu. Nhưng bộ tộc tâm ma ở chỗ nào? Sắc mặt của tên siêu phàm cấp 3 bộ tộc Hồ Ly phức tạp không thôi. Điều tra dọc theo thế lực bị bộ tộc tâm ma quấy rối, luôn có thể tìm ra một chút manh mối. Đó là chuyện của các bạn. Đường vũ giang hai tay ra. Hai thế lực hàng đầu chắc hẳn có thể gây ra một số phiền toái cho bộ tộc tâm ma. Sơn hải đại thế giới cũng không hề xuất hiện khe nước vực sâu, mọi thứ vẫn còn chưa có tệ như thế. Có lẽ rào cản ở vi diện này không hề kém so với khởi nguyên chút nào. Việc hòa giải xong xuôi, giờ chúng ta nói đến chuyện bồi thường. Bạch Vũ, chấm hỏi. Hồ Ly, chấm hỏi. Hình như người bị đánh đều là người của bộ tộc hai chúng tôi mà, phải không? Siêu phàm bộ tộc Hồ Ly vuốt cái đuôi bồng bềnh của mình. Nàng hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi bị đại ma vương Nancy đánh đập dữ dội ríu ra ríu riết. Tụ bảo các của chúng tôi vừa mới khai trương không lâu, tuân theo triết lý kinh doanh liêm chính, khách hàng là thượng đế. Chúng tôi đầu tư một số tiền rất lớn, nhưng bởi vì sự chiến đấu không hề tiết chế của các bạn, nó liền bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Các bạn nghĩ xem, có nên bồi thường hay không? Nancy cũng hung dữ trừng mắt nhìn qua. Các cao thủ của bộ tộc Hồ Ly và Bạch Vũ đều thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng chuyện gì? mọi chuyện có thể dùng tài sản giải quyết, đó cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Huống chi, nhân loại cũng vừa mới giúp bọn họ tránh được một trận chiến đẫm máu. Đừng nói bồi thường chút tiền, chính là để cho con gái thứ 33 nhỏ nhất của lão tộc trưởng gả đi cũng không phải là vấn đề, dù sao thì bộ tộc Bạch Vũ và nhân tộc Thẩm Mỹ Quan cũng không sai biệt lắm. Con gái nhỏ nhất của lão tộc trưởng mới hơn 600 tuổi, so với cường giả nhân loại mà nói còn quá trẻ có thể sẽ bị cho rằng quyết thiếu đầy đủ lắng động. À, vậy thì Đường Vũ trầm ngâm một hồi, tự hồ đang suy nghĩ về số tiền bồi thường cụ thể. Chỉ cần bồi thường cho tụ bảo các chúng ta từ lúc khai trương cho đến nay, tổng doanh thu hơn nửa tháng đi. Cái gì? Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ đều ngây ngẩn cả người. Khoản bồi thường này quá ít đúng không? Khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ không thôi. Dù sao thì phá hủy tiệm của người ta. Cuối cùng, bọn họ phải nhờ người ta điều giải mới có thể tránh được một trận chiến đẫm máu. Kết quả, người ta chỉ yêu cầu một số tiền bồi thường nhỏ như thế. Các cao thủ nhân loại thật sự quá tốt bụng. Bọn họ thật sự quá xấu hổ. Những cao thủ của bộ tộc Bạch Vũ đã quyết định bồi thường, cộng thêm mấy kiện bảo vật để bày tỏ lời xin lỗi của bọn họ. Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly tìm kiếm trong chiếc nhẫn không gian tìm kiếm một số bảo vật dùng để cảm ơn những cao thủ nhân loại này. Lúc này, những người chạy việc vặt chạy tới, hôi nhận cầm lấy bản báo cáo kinh doanh mấy ngày qua của tụ bảo cát. Đường Vũ cầm một sấp báo cáo thật dày và nhìn qua vài lần, anh lại đưa cho siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ. Một bản sao khác lại được đưa cho siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồ Ly, dù sao thì việc bồi thường là vấn đề của cả hai bộ tộc cao thủ của bộ tộc bạch vũ mỉm cười tiếp nhận lấy ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn qua y có bán thần binh y có bán những quả kỳ lạ ồ khụ khụ ngày đầu tiên đã bán được mấy chục kiện thần binh a à, Phốt. khi siêu phàm cấp 3 bộ tộc bạch vũ nhìn thấy kết quả cuối cùng tổng doanh thu vết thương trong lòng cũng không thể nào nhịn được nữa thời gian trôi qua hai tháng mà không hề có bất kỳ vấn đề nào cả. Bộ tộc Bạch Vũ và bộ tộc Hồ Ly chính là hai thế lực cường đại và có nội tình lịch sử mấy chục nghìn năm, xuất ra tài nguyên cao cấp trị giá mấy chục tỷ nguyên tinh cũng chả phải vấn đề lớn. Vấn đề chính là bọn họ tự mình đáp ứng, tức là có chút đau lòng tương đương với khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái. Thật ra cũng chả có ý kiến gì. Chỉ là ở trong suy nghĩ của bọn họ, đánh giá về tiên môn đã nâng cao lên mấy bậc không chỉ có cao thủ đứng đầu, lai lịch cũng không hề kém. Tiên môn không chỉ là một thế lực mới nổi. Chỉ riêng 100 kiện thần binh được bán trong tháng qua thì không hề tầm thường. Chỉ sợ là đem hàng tồn kho mấy năm nay đều lấy ra luôn rồi. Khu vực trung tâm ở Bạch Thành, cũng như các khu vực đô thị bị hư hại ở bên ngoài. Chúng đều được sửa chữa chỉ trong vài ngày, chỉ có các cửa hàng được thay thế mà thôi. Sau khi trải qua thảm họa như thế thì công việc kinh doanh ở Bạch Thành tương đối xa sút Thần binh chính là một bút kinh doanh, loại không cần bảo trì sau khi hàng đã được bán ra. Thần binh vốn có năng lực chữa trị, Bạch Thành có khả năng mua sắm thần binh và hầu hết bọn họ đã mua hơn phân nữa. Doanh thu hàng ngày của tụ bảo cắt đã giảm đi xuống rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn là con gà đẻ trứng vàng. Khi bộ tộc Bạch Vũ còn đang ấn tượng bởi năng suất sản xuất thần binh của tụ bảo cắt, bọn họ không hề biết Đường Vũ đã ở hai thành phố trung lập khác, xây dựng tụ bảo cát. Hai năm trước, hắn coi trọng không ít thành phố, chẳng hạn như đế quốc Nhai Tâm, thành phố Tinh Thạch, thành phố Thủy Tinh, đều là những thành phố khổng lồ của Sơn Hải Đại Thế Giới với nền thương mại phát triển và buôn bán. Tuy nhiên, đế quốc Nhai Tâm đã bị bao vây và thành phố Nhai Tâm cũng đang tiến vào trạng thái báo động trong thời chiến, việc ra vào thành phố vô cùng nghiêm ngặt. Công việc kinh doanh cũng không hề dễ dàng gì. Thành phố Thủy Tinh cũng y như thế, để tránh bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, rất nhiều tán tu siêu phàm cấp 1, cấp 2 đã sớm rời khỏi và đi đến thành phố Tinh Thạch. Tuy siêu phàm rời đi chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng bộ phận này chính là những khách hàng mà tụ bảo các nhắm đến. Những người giàu bỏ trốn thì còn làm ăn cái gì nữa? Một số thành phố trung lập cũng đã xảy ra những chuyện như thế. Một số trường hợp, một nửa thành phố đã bị phá hủy, trong khi những nơi khác thì bầu không khí vô cùng ảm đạm ông chủ đường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng hai chuỗi cửa hàng tụ bảo cát. Tuy nhiên, anh cũng hơi băn khoăn. Có trời mới biết, hai thế lực hàng đầu ở hai tòa thành kia có đột ngột bộc phát chiến tranh hay không? Bộ tộc tâm ma âm thầm gây rối, dường như mọi thứ không hề yên ổn chút nào. Trừ khi, anh xây dựng thành phố của riêng mình. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với nhiều vấn đề. Xây dựng một tòa thành, cho dù là một thành phố khổng lồ, Đối với Thâm Lam hiện tại mà nói cũng vô cùng dễ dàng, cái khó ở đây là không hề có khách hàng. Một tòa thành trung lập như Bạch Thành đã có danh tiếng mấy chục nghìn năm qua, siêu phàm cấp 1, cấp 2 vô số. Anh xây dựng một tòa thành thì trong thời gian ngắn có bao nhiêu siêu phàm đi ngang qua. Mặc kệ, tóm lại thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Doanh thu cao nhất của tụ bảo các chính là trong mấy ngày đầu tiên khai trương. Ngay cả khi việc kinh doanh tạm dừng lại bởi vì xảy ra chiến tranh, có vẻ như bọn họ cũng không có thiệt thòi gì nhiều. Nghĩ theo cách đó, ngay cả một thành phố kém thịnh vượng hơn Bạch Thành một chút cũng có thể mở một tụ bảo cắt với quy mô nhỏ hơn một chút. Chuyện này có thể làm được. Nancy, cô đem bản thảo của tôi giao cho bộ phận thương mại để cho bọn họ tìm ra thành phố thích hợp và xây dựng một kế hoạch tương ứng. A. À, ung Công quốc Lam Thủy Đại công tước gần đây vô cùng phiền não đầu tiên là xung đột với đám công quốc nộ thương không biết vì sao càng ngày càng leo thang cuối cùng thì xảy ra chiến tranh giữa hai nước lam thủy và nộ thương là hai nước kẻ tạm lạng người nửa cân nếu chiến tranh cứ tiếp tục như thế thì hai nước sẽ tổn thất rất lớn công tước lam thủy vẫn luôn tìm kiếm biện pháp giải quyết ví dụ thuê sát thủ hàng đầu tới ám sát tên công tước nộ thương kia nhưng ở nộ thương có rất nhiều cao thủ hay thuê những cao thủ mạnh mẽ tới hỗ trợ trận chiến lần này, hắn đã thuê một số tên siêu phàm cấp 2, bọn họ giống như đại gia vậy. Một ví dụ khác, công tước Lam Thủy tình cờ nghe được bá tước Tử Lan nói có những tên hải tặc bán những con rối cao cấp hơn và với số lượng lớn. Hắn hơi động tâm. Sự thật đã chứng minh hắn có tầm nhìn xa. Trong trận chiến đó, dựa vào những con rối mạnh mẽ và không sợ chết, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, Lam Thủy đã đánh bại nộ thương. Sau đó, công tước Lam Thủy lại từ trong tay của đoàn hải tặc hắc khô lâu mua thêm con rối nhiều hơn. Hắn có lòng tin, dựa vào quân đoàn con rối có thể hạ gục được công quốc nộ thương và đánh tới kinh đô nộ thương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.